Apple. Bây giờ và xuống và bảo là cảm ơn các bà đã gửi quần áo cho con của chú ạ. Thì chú cảm ơn các bà. Con xin bà. Nó phải vai á. Bây giờ thì là đang đun một chút nước để cho nó ấm ấm lên để cho cháu cô bác ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin được mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Rồi, lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác anh chị và mọi thành quân đang theo dõi trên kênh Bản Em. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của bà Bảy ở Đồng Nai. Bà có gửi cho cháu Lực và nhờ cháu Lực là chuyển tới cho nhà chú của em Sử cô bác. Đây, ở đây là cái phần quà mà phải nói là các bác theo dõi những cái thức phim mà cháu Lực đăng tải lên thì cũng biết là gia đình nhà chú của em Sử cũng có một hoàn cảnh mà không có khán giả là bao nhiêu các bác, và đồng thời đó thì cũng có rất là nhiều người con. Thông qua này thì là cho nhà chú của Sử nhá. Dạ. Cả cái túi trước mặt kia nữa, ở kia có một túi nữa. Dạ. Đấy, đây bây giờ thì hai anh em là mỗi người Hồ Anh là cầm một túi đi nhá. Rồi. Thế Hải là vừa nãy đi học về là đi cùng những bạn nào? Đi cùng bạn nhà trên kia thôi ạ. Đi cùng nhà trên kia à? Vâng. Hải thì trong lúc mà đang về cô bác, thành ra là cháu Lực cũng lên luôn. Thì bắt gặp cháu Lực là cháu Lực cũng like em Hải là về luôn. Phải nói là hai anh em đi mới xe xong là đồng thời like thêm đồ nữa. Thành ra là đi cũng rất là trơn cô bác. Tại vì là mấy hôm nay là đang trời mưa suốt rồi. Ôi, Hải đi cẩn thận nha. Đấy, có lẽ là thời tiết này bây giờ là lạnh đến tuyết Tết nhiên đán luôn cô bác. Bây giờ thì đang có sương mù khá là nhiều. Đáng lẽ ra là ngày hôm nay nếu mà trời không có mưa ấy, thì là sẽ lắp cửa xong rồi cô bác. Nhưng mà dưới kia là ô tô không có lên được, thành ra là không có chở cửa mà lên đến tận chỗ điểm trường được. Hay có khi là ngày mai thì cháu Lực sẽ phải là đi sửa cái chỗ mà bị sạt lở kia, cũng như là chỗ bên nó bị trơn đúng không bác, để mà lấy để mà ô tô mà chở được cửa mà lên lắp và hoàn thiện cho ngôi nhà của ba của cháu luôn. Ôi, Hải là đi cẩn thận nhá. Vâng. Ôi, trơn đấy nhỉ. Vâng. Đấy, Sử thì đi nhanh hơn các bác. Ô,
Ôi, xử đi nhanh đấy, đợi đợi đã, xử ơi. Hai anh em không đuổi kịp rồi. Cái này đem lên trên nhà chú của xử nhá. Xử ơi, cái này đem lên trên nhà chú của em nhá. Hai hôm nay thì không thấy là người mẹ của Sử để mà quay trở lại cô bác ạ. Cháu Lực đang gọi anh ở đây thì cháu Lực cũng đã nhờ anh trưởng thôn rồi. Nếu mà người mẹ mà về nữa thì là gặp lúc nào thì cháu Lực sẽ gọi anh trưởng thôn. Còn nếu mà anh trưởng thôn không có bận là đi xuống huyện để họp với cô bác thì anh cũng còn mà ra luôn. Chứ còn mà nếu mà anh đi xuống huyện họp thì phải là hẹn người mẹ. Hẹn người mẹ như này thì có khi hẹn nhưng mà người mẹ không sang đâu các bác ạ. Cũng hẹn là 1-2 lần rồi. Như nhà chú của Sử thì phải nói là thưa cô bác, do là hai chú với lại thím không có cái biện pháp mà sinh nở cô bác. Thành ra là hiện tại là đang đẻ khá là nhiều người con. Ngôi nhà ghép này thì cũng được bên nhà nước là người ta hỗ trợ để mà làm cho nhà của chú của Sử. Ôi, mất này còn mẹ áo. À, đâu còn mèo? Không đâu á, thùng ai á? Chuyện giả luôn. Đang thùng cắn này đấy nhỉ? Sáng hết thùng đâu đi. Ồ, thùng nó sáng sáng rồi à? À, đang chuẩn bị làm đậu xí của bác cô ấy. Đây. Nào, bấy đâu rồi, bông đâu rồi? Bấy đi. Qua đây này. Nào, ra đây, chú Bảo ra đây. Nào nào, nhà đây là đang ăn cơm à? Đây chú ăn cơm à? Cơm xong chưa chú? Đó. Cơm xong chưa? Đàn ông mó. Hả? Chú, đây là chú ăn cơm xong chưa? Sử, Thái. Ăn xong rồi. Ăn xong rồi à? Vâng. Thế đây là đang gồm, chưa dọn đi à? Chưa. À. Hôm nay thì ăn cơm với gì chú hôm nay? Ta nằm ăn chó chứ nè. Nằm áo với gì hả? Chúng ta á? Chín khâu là đưa mấy? Ờ. Có 1, 2, 3, cháu được thấy là có 3 cái bát với lại thêm là 1, 2, 6 cái cốc. À 8 cái cốc của bác. Ở trong nhà thì ngôi nhà này thì cũng khá là chật và thành ra là cũng khá là đông người, thành ra là trong nhà thì cũng khá là nhiều đồ. Ồ, không có gì đâu nhỉ. Thế là dọn đi được rồi nhỉ. Vâng. Đây là đang bốc ngồi làm gì đấy hả? Hôm nọ thì có nhận được quà mà anh đưa chưa hả? Có rồi à? Đây, mà này, bốc này à ơi. Bảy ơi, bốc ơi. Nó làm bà. Rồi. Nào, đẹp đấy nhỉ. Ấy, Bảy thì biết là lâu múi trước cô bác ạ. Hiện tại thì ở trên thời tiết ở trên vùng cao thì khá là lạnh. Thế nên là các cháu sổ múi khá là nhiều. Nào, bông ra đây chú xem nào. Ra đây chú xem nào. Váy đẹp thế nhỉ. Đây khá là ngoan đấy, cô bác ạ, biết là khoanh tay luôn. Nào, bông khoanh tay chào các bà đi. Ông chó, ông ăn bà. Rồi, nào, Bảy đâu, ra đây. Đến lượt Bảy rồi. Ông chó, ông có bà. Rồi, nào, ra đây, mông ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Ngại cô bác ạ. Sợ cô bác chứ không phải là ngại. Rồi, ra đây, nào, xử chú, bóc qua đây. Sử hộ chú mở mới ra xem nào, xem là các bác gửi qua gì. Đây ở đây Hải thì biết đọc chữ thì Hải thử đọc tí có những bức thư nào Hải đọc nhá. Rồi. Nhà chú của các em thì có khá là đông người, có bác ạ, có tận tới 7 người con. Đấy, có một người con cả thì đã đi làm rồi, đi làm công ty. Còn này, hiện tại thì ở nhà đang là có 6 người. Có một bạn nữ thì là bạn ấy bỏ học rồi.
và có 5 người là đang đi học. Đấy, có chăn. Đây là chăn đúng không? Rồi. Đeo cái này cho chú một tí nhá. Đấy, sau một tí nữa thì cháu sẽ nói là ai sẽ gửi quà cho chú nhá. Rồi. Nào, có cái bao tải xe không? Bỏ ra đây này. Có bao tải xe không? Đây này, có bao bao tải lên này. Đấy, lấy bao tải giải ra. Đây là chăn hết rồi đúng không? Đấy, chăn cũng như là khăn luôn. Tù su. Con có bảy hay con của ai? Có cả áo len nữa. Áo len còn mới ấy. Đấy. Áo này chắc là để cho con chú của Sử. Đấy. Con thôi. Đấy. Đây thì các bác gửi ra toàn gửi cho đồ mới cả. Đây có cả mũ len đây này. Ú, nghe thật số hả cơ? Nào, à, bông. Lên mảng á. Mông, đấy. Đấy, mông đeo cho nào. Thật số hả cơ? Áo này chắc là vừa con lớn rồi nhờ. Đấy, ôi. Đấy, ôi. Đấy, ôi. Đấy, ôi. Cái này là của ai đây? Cái này là của ai đây? Của ai đây? Nào, xin chú, con... Chào ông bà đi, chào ông bà, khoanh tay, con chào các ông các bà, con, khoanh tay. Tham à. Sợ có bác ạ, đây, chú cho này, đây. sợ rồi. Thế thì cho bóng hay cho bảy, cho bảy nhá. Tay mà. Đây, rồi, chơi chung nhá. Đây, ở đây thì con này, còn rất là nhiều quần áo, cũng như là quần áo của các em. Hồ sinh, hồ bác ơn nữa. Hùng cô chắc là nhuôn lưu nữa nè, hùng xuyên hẳn giống hắn thù. Đây này, đây có khăn này, khăn thì chắc là vừa của chị gái rồi. Đây, chị gái lấy khăn này còn cổ luôn đấy. Gọi chị đây, đưa đây cho chị đi. Đây, có vẻ như là bạn gái của bác, còn lần đầu mới ghi hình cho nên là còn ngại một chút. Chẳng một mà, lần ta sẽ nhìn bó thật phù. Chú thử bỏ ra xem là có cái áo nó ấm ấm không để cho bảy mặc luôn. Đây quần lót này. Hay nào. Đây là toàn quần áo mới thôi này. Quần áo mới chú xem là cái nào mà vừa các cháu ấy thì chú cho các cháu mặc nhá. Cái đấy thì một bộ luôn đấy. Khủng mê à. Bảy. Đấy thì bảy vừa thôi nhờ. Khủng bảy à. Hôm nay thì Sử thấy các em với lại chú nhận được quà thì có vui không? Lúc tha cho chúng tôi à? Đúng à, vui à, cũng vui chú đúng không? Hình như là ở đây có dép hay sao ấy? Sử thử mở ra xem này. Ở đây là có dép ấy. Ở đây là có dép, em thử mở ra xem này. Mở ra cho các em. Nào, ra đây, con em à? Mà này mà. Lona. Đấy. Đấy, cứ từng dép một này. Nào ra đây thử dép này xem có vừa không. Ra đây nào. Ra đây. Đấy. Đấy. Đấy, đây có một đôi nữa này. Đây này. Đấy, có món đồ gì rồi. Đó, đồ chơi. Đấy. Đấy, lấy đi chơi rồi. Nào, Sử thử lấy ra xong này xem là có cái lá thư nào của bà gửi không. Đấy. Xem ở trong có lá thư nào không. Em cứ bỏ ra xem ở trong ngoài
trong ấy, sợ là bà để cái lá thư nào ở trong đấy. À. Đấy. Ơi ơi. Ở đây thì khi mà cháu Lực nhận quà của các bác ấy, thì cháu Lực sẽ là mở ra hết xem là bên trong là có bức thư nào không. Đây, lấy áo này cho xem là cho bảy mặc thế nào. Đây bảy mặc vừa không? Ô, áo này hơi to rồi nhỉ. Áo này hơi to rồi, áo này chỉ có hai bạn con trai thôi. Áo này, quần đấy là của thím mới mặc vừa thôi. Quần áo bộ nhờ. Có lá thư nào không? Không có đâu à? À. Ôi, ông già Noel đấy nhờ. Ôi bộ này thì khăn ở đấy là váy. Đấy là váy rồi. Nào Hải thì lấy cái tờ giấy ở trong cái túi kia ra cho anh xem nào. Đấy, có một tờ giấy ở trong đấy. Ở trong túi ngoài, đấy. Không. Đấy, có một tờ giấy. Rồi. Hải thì đọc xem nào, xem là bà, xem là bác nào gửi, bà nào gửi. Cháu, bà thưa cháu, xử giúp bà đến chú cháu. Chú cháu xử, bà cảm ơn con nhiều, bà Bảy. À, ở đây là phần quà của bà Bảy nhé cô bác nhé. Ở túi bên kia, thì bây giờ cháu Lực sẽ xem túi bên này, thì xem là có phải là bà Bảy nó không. À đây rồi, vừa rồi xé ra rồi cô bác. Ở đây thì là chuyển đến chú của Sử dùng bà. Đây, ở đây là bà Bảy ở bên Biên Hòa, Đồng Nai cô bác nhá. Đấy. Và bây giờ thì cháu được xé nói với lại chú của Sử. Đấy. Phần quà này là phần quà của một bà Bảy là ở Đồng Nai chú nhá. Là gửi cho chú với lại các cháu. À, chú biết nói tiếng Kinh một chút chứ nhỉ? Không biết à? Biết à, chú biết nói từ cảm gửi một lời cảm ơn tới bà Bảy không? Không biết. Không biết à? Cái gì bây giờ chú nói theo cháu nhé. Chú nói bảo là tôi xin cảm ơn bà. À, chắc chú là nói bằng cháu thôi. Cháu xin cảm ơn bà, cháu chúc bà thật nhiều sức khỏe. Chú nói như vậy nhé. Rồi. Không thì chú nói bằng tiếng Mông cũng được. Đấy, chú nói bằng tiếng Mông thì để cháu cho Hải sẽ phiên dịch lại. Thả bù, mơ khâu tuột rồi, cú cháu nhiều nắng. Châu bù. Bây giờ. Là hết rồi đúng không chú? Rồi Hải ra này xem nào, xem là chú thì vừa bảo gì ấy? Chú vừa bảo là cảm ơn các bà đã gửi quần áo cho con của chú ạ. Thì chú cảm ơn các bà. Nói thế thôi. Nói thế thôi à? À, đấy, bây giờ thì đang chơi rồi các bác, hôm nay thì ba bạn nhỏ nhất nhà là nhận được cái phần quà của bà Bảy như này chơi. Trò này là trò xếp hình. Bảy có thích không Bảy? Thích à? Hôm nay có đi học không? Đi học à? Thanh niên này nãy con chưa sợ, nãy con sợ sợ nhờ. Bây giờ hết sợ chưa? Hết sợ chưa? Vẫn còn hơi rụt rè một chút cô bác. Nào bây giờ thì Bảy nói con xin bà nhá. 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 Bảy đứng dậy lên.
Đấy, lần sau bà lại gửi tiếp. Con xin bà, khoanh tay vào. Con xin bà. Rồi. Nào, bông. Con xin bà. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Khoanh tay vào. Từ từ nói lại, nói nhanh quá. Rồi. Nào, mông, khoanh tay vào, con xin bà. Ơi, không được rồi, lần sau bà không gửi cho nó đâu. Dạ. Chỉ bao hà thôi nhỉ. Ha đi. Ha đi. Con xin bà. Hello mà. Bà mà. Lai lớn. À, khá là ngại cô bác. À, đây là thím của em Sử của bác, cũng là một thím thì cũng giúp đỡ cho Sử khá là nhiều. Đấy. Chú bây giờ chú để vào hộp đi nhá, chú nhá. Đấy, để vào hộp xem là cái nào mà cho con trai mặc được thì cho con trai, con gái mặc được thì cho con gái nhá. Rồi, bây giờ mình đi xuống nhà một chút thôi nhỉ. Đấy. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã gửi phần quà của bà Bảy cho gia đình của chú em Sử thôi các bác. Đấy. Và qua đây thì cháu Lực cũng xin gửi một lời cảm ơn tới bà Bảy. Chúc bà và gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà rất là nhiều. Đấy, và trong đó thì bà cũng có gửi cho cháu Lực là 500 ngàn các bác. Cho cháu Lực là 300 ngàn làm kinh phí đổ xăng. Và cho 200 ngàn để mà cho bạn đồng hành cameraman của cháu Lực là 200 ngàn nữa cô bác. Ở đây thì hôm nay là chỉ có mình và cháu Lực đi thôi, cho nên là cháu Lực không có trao được cho cả bạn cameraman nữa. Bạn thì đang đi về nhà là có chút công việc, cho nên là cần phải về là giúp đỡ bố mẹ một chút cô bác. Ông có ở nhà không Sử? Có à? Hải thì đi đâu lấy củi hay là đi đâu phải đội ủng hóa nhá? Bây giờ thì đến nhà của Hải với lại Sử rồi cô bác. Oh, trong nhà thì khá là gọn gàng và sạch sẽ này. Đang thùng cao dê này à? Oh, nó bị vai á. Bây giờ thì là đang đun một chút nước để cho nó ấm ấm lên để cho trâu cô bác ạ. Thời tiết thì khá là lạnh, cho nên là lúc mà lấy nước cho cháu uống ấy thì là phải đun qua cho nó nóng nóng, đun nước lên cho nó nóng nữa. Pha ấm rồi à? Thời tiết thì khá là lạnh nhỉ cô bác ạ. Đấy, trong khi mà thời tiết lạnh thì các em vẫn không có gọi là ngừng nghỉ cả cô bác, vẫn ở nhà có công việc gì thì các em vẫn gọi là vẫn chuyên và lào vẫn vào làm hết. Nó uống được bao nhiêu chậu này? Ba chậu à? Uống đấy thì ba hai chậu. À, thế là vừa rồi cho 2 chậu đúng không? Thế là mấy hôm nay là chỉ cho nó ăn rơm thôi à? À, thế mấy hôm nay là không đi cắt được cỏ rồi nhỉ? Đấy, bây giờ phần thóc của các em ấy cô bác thì cũng đã vận chuyển hết lên trên nhà cũ rồi, không có dám để đây nữa, tại vì để đây là sợ là mất. Đấy, tiếp tục à? Cho hết à? Thế là một ngày là cho nó uống bao nhiêu lần hả Sử? Lần thì
Một ngày là một lần à? Trâu thì ăn rơm của bác, rơm thì khá là khô, thành ra là không có một chút nước nào, cho nên là phải bổ sung cho nước cho trâu khá là nhiều. Đấy, như hiện tại bây giờ sương mù đang khá là nhiều. Đây không lấy bạt để mà quay lại à, hay là vẫn chưa lạnh vậy? Chưa lạnh nữa. Vẫn chưa lạnh à? Vâng. Thế mọi năm thì là lạnh hơn à? Vâng. Thế mọi năm thì là lấy bạt quay hết cái chuồng trâu à? Vâng. À. Uống xong thì có phải lấy cái chậu ra chứ, không là tí nó đạp đổ quá. Vâng. Đạp hỏng đấy nhỉ? Vâng. Đáng lẽ ra là hôm nay là cháu Đức sẽ cùng anh trưởng thôn và người mẹ của các em là ra đây để mà nói với cô bác. Nhưng mà trong hôm nọ thì chắc là cũng có người nói với lại mẹ. Và cháu Đức lại nhờ thêm bên chính quyền. Thì người mẹ lại không có ra nữa. Bây giờ được rồi à? Vâng. Rồi. Nhà ba ông cháu thì cũng có trồng được một ít rau cải nữa cô bác ạ. Rau cải thì hiện tại là đủ để ba ông cháu là ăn. Hay rau cải thì là rau cải mèo luôn đấy. Thời tiết khá là lạnh nhưng mà các em vẫn không có gọi là lười, các bác ạ, vẫn chăm chỉ làm việc. Ai nằm mệt không? Ô Hải ăn cơm à? Hả? À, Hải là đói rồi đúng không? Thế mời con các bạn cơm đi. Rồi. Rồi bây giờ thì Hải ăn cơm đi. Rồi, vừa rồi thì mấy anh em cũng đã đi gửi cái phần quà của bà Bảy tới cho người chú của các em cô bác. Phải nói là cháu Đức cũng nói lên rất là nhiều video rồi. Ở đây là không thể trách được mà chú gọi là đã nghèo rồi mà còn là đẻ ra rất là nhiều điều, rất là nhiều người con đấy cô bác đấy. Ở đây thì khi mà các chú thì không có đi học, thành ra là để mà kế hoạch mà sinh nở, thành ra là còn là hơi kém một chút, gọi là hơi kém với cô bác, thành ra là không có biết mà khắc phục ở cái điều đấy, thành ra là đẻ rất là nhiều người. Nhà chú của Sử thì có một là anh nữa là đi đâu rồi? Đi làm rồi. Đi làm à? Vâng. Đi làm tận đâu thì Hải có biết đâu? Đi làm công ty. Đi làm công ty gì Sử? Làm công ty làm điện thoại đấy. Công ty làm điện thoại à? Vâng. À, thế Sử đã từng đi xuống cái công ty đấy làm bao giờ chưa? Chưa đi một lần rồi. Chưa đi một lần à? Vâng. Thế có được tiền không? Không được đâu. Không được à? Vâng. Thế đợt đấy em đi làm mấy ngày mà không được tiền? Được nhưng mà được ít thôi. Được ít à? Vâng. Thế là gọi là đủ tiền xăng đi về rồi đúng không? Vâng. Thế đợt đấy là em đi xe khách hay là đi cùng ai? Đi xe khách thôi. Đi xe khách à? Vâng. À. Đi làm được mấy hôm thì em còn nhớ không? Làm được 2 tháng thôi. 2 tháng à? Vâng. Ồ. Thế làm được 2 tháng, đợt đấy là bà vẫn ở chứ? Vâng. Đợt đấy là bà vẫn có đúng không? Vâng. À. Hôm nay thì cháu Đức lại nhận được phần quà của bà An Phạm. Đây, hôm nay thì anh có nhận được phần quà của bà An Phạm nữa. Vâng. Là gửi cho em. Vâng. Còn
về cái khoản tiền của bạn Phạm gửi cho em đi là còn là 100 đô. Thế thì được bao nhiêu thì anh cũng đã nói cho em hết rồi. Và bà cho em là sử dụng vào cái mục đích nào thì anh cũng đã nói cho em hết rồi nhá. Vâng. Bây giờ thì anh gửi cho em nốt là thêm là 100 đô nữa. Này, ở đây thì chắc có đợi hôm nào mà lắp cửa, mai nữa là nếu mà mai mà lắp cửa xong thì hôm nào mà trời nắng thì anh em mới đi xuống huyện được. Đi xuống huyện để anh em mình đi mua đồ dùng luôn. Ở đây thì em có biết là bà An Phạm là gửi cho em để mua những đồ gì em có biết không? Không biết ạ. Hôm nọ anh nói với em ấy, em còn nhớ không? Có ạ. Có à? Đấy, thứ nhất là bà mua bộ giường. Đấy, mua bộ giường với lại mua thêm một cái tủ. Vâng. Năm trăm một triệu Đây rồi. hả? Hãy cần. Đấy, hai anh em ạ. Đây rồi, đây thêm là bao nhiêu rồi? 2 triệu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. 8 tờ là 400.000. Em xem là đủ chưa? Em đếm xem đủ chưa? Anh xử cho anh xử đến là đủ chưa? Cất chưa? Đủ chưa? Đúng ạ. Đủ đúng không? Ở đây thì cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm và chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà đã lúc nào cũng luôn luôn quan tâm tới các em để mà giúp đỡ các em. Đến bây giờ thì các em cũng có một cái ngôi nhà mà đẹp đẽ, ngôi nhà ấm cúng hơn để mà ở rồi. Và qua cái thước phim này cháu Lực cũng xin được xin lỗi tất cả các cô bác anh chị Mạnh Thường Quân và khán giả đang theo dõi trên kênh bản em. Đấy. Cái phần cửa đấy cô bác thì nếu mà bây giờ còn về cái phần cửa của bác ạ thì cũng có thể là hơi chậm chạp chậm một chút cô bác. Ở đây thì khi mà cháu Lực cũng muốn là hoàn thiện cho ba ông cháu là càng sớm càng càng nhanh. Đấy. Cháu Lực cũng muốn hoàn thiện cho ba ông cháu nhanh nhất có thể. Nhưng mà trong quá trình mà khi mà cháu Lực đặt cửa rồi, đấy, bên cơ khí người ta làm có người bị gặp tai nạn lao động cho nên là phải chậm chạp thêm một chút. Còn như mấy ngày hôm nay thì trời lại tiếp tục mưa, thành ra là không có ủng hộ cho cái việc mà không có ủng hộ cho lắm của bác ạ. Thì rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu Lực của bác. Hay, ngôi nhà của ba ông cháu thì từ lúc mà mới đào nền cho đến hoàn thiện thì cháu Lực cũng đã đều ghi hình tất cả mọi thứ cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết về cái quá trình mà hoàn thiện ngôi nhà của ba ông cháu là như thế nào rồi. Đấy, nếu mà ngày mai mà khi mà mấy em thợ cơ khí mà lên ấy, thì là xử nhờ nhà chú để đi ra bên điểm trường kia là cùng anh với lại bên anh cơ khí để mà anh em mình vận chuyển cái cửa vào đấy nhá. Vâng. Từ bên kia sang thì không có chở được xe máy nữa rồi nhỉ. Vâng. Bên kia tại vì cánh cửa nó khá là dài. Cửa đó phải trên 2 mét hết thôi. Vâng. Còn là cửa sổ thì có thể là chở được xe máy nhưng mà sợ kính nó bị vỡ. Vâng. Ở đây thì tất cả cái kính cửa của các em ấy thì đều là cái kính hai lớp hết cả. Hay bây giờ bảo là cái kính hai lớp thì các em cũng không có biết đâu. Thế mấy hôm nay thì mưa khá là nhiều cho nên là không có đi đón được Hải rồi nhỉ. Vâng. Thế buổi sáng thì Hải là tự dậy nấu cơm hay là anh Sử dậy cùng? Anh xử dây cùng ạ. Anh Sử dậy cùng để nấu cơm. Thế là hai anh em là cùng ăn ăn cùng nhau lần nào buổi sáng ấy. Mấy đứa lên nhà mới thì có bếp ga thì nó sẽ tiện hơn và nhanh hơn. Hải đã nhìn thấy bếp ga rồi chưa? Rồi à? Rồi. Chắc chắn là vào ngôi nhà mới sẽ có thêm một bộ bếp ga nữa.
và thêm một cái bếp củi nữa các bác. Còn cái bếp củi thì cho Lực cũng đã thiết kế cái phần ống lên rồi, thành ra là khi mà mình dùng ấy thì sẽ không có sợ là cái khói nó bay vào trong nhà nữa, nó sẽ lan tỏa lên trên kia. Còn cái thước phim này thì cũng khá là dài thôi các bác ạ. Chắc là cho Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác, và xin cảm ơn tất cả cô bác anh chị đã theo dõi hết video. Thì bây giờ thì ba anh em cũng xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Chào hai chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Được xin mến chào tất cả quý cô bác anh chị. Đấy, hôm nay thì ngày một ngày mà mưa gió rất là lạnh, thành ra là không có đi lên trên bản được. Cho Lực ở nhà thì hai chị em là làm một tí lạp xưởng, vừa là để làm phục vụ cho gia đình và vừa là làm để đăng lên trên kênh. Mà nếu mà có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới lạp xưởng thì là cho Lực sẽ gửi cho cô bác. Cho Lực cũng rất là mong các ông bà cô chú anh chị sẽ mua ủng hộ cho cháu Lực để cho cháu Lực có thêm kinh phí đổ xăng để đi lại các bác nhé. Xin cảm ơn các bác anh chị rất là nhiều.